Hello, xin chào các bạn, mình là Cu. Hân hoan chào đón các bạn quay trở lại để cùng Cu đồng hành khám phá Trung Quốc. Và trong tập này chúng ta sẽ cùng nhau đi đến thành phố Hàng Châu nhé. Có lẽ đây là thành phố mình thích nhất trong chuyến đi Trung Quốc lần này. Các bạn biết lý do vì sao không? Cu sẽ chia sẻ rất chi tiết lý do đó trong tập này. Thắng cảnh Tây Hồ có gì độc đáo mà UNESCO công nhận là di sản của thế giới? Xuân hạ thu đông, mùa nào là đẹp nhất ở Hàng Châu làm rung động hàng triệu trái tim du khách mỗi năm? Chùa nào là nổi tiếng và đẹp nhất ở Hàng Châu mà bạn nên ghé thăm? Giới trẻ Hàng Châu đang có trend gì hot mà ngay cả khách Trung Quốc cũng mê mẩn? Chọn khách sạn ở Hàng Châu ở khu vực nào là thuận tiện nhất để đi lại, ăn uống, tham quan? Show diễn nghệ thuật Tống Thành Thiên Cổ Tình có đáng giá để trải nghiệm hay không? Hướng dẫn bạn kích hoạt Alipay để thanh toán mọi thứ ở Trung Quốc, cũng như cách thuê xe đạp như thế nào? Cụ sẽ hướng dẫn rất đơn giản, dễ hiểu nhất. Và còn nhiều nữa, những thông tin rất hữu ích cho chuyến đi du lịch Trung Quốc tự túc của bạn. Tất cả đều có trong vlog này. Chào đón các bạn quay trở lại với kênh vlog của Cu nhé. Và hôm nay chúng ta tiếp tục hành trình khám phá Trung Quốc. Trong vlog tập này, Cu sẽ giới thiệu với các bạn về thành phố Hàng Châu. Đó là một cái thành phố rợp màu xanh mát mát và bình yên, cho mình rất là nhiều cảm xúc lắng động trong cái chuyến đi Trung Quốc lần này. Ok, trước khi khám phá Hàng Châu, Cu sẽ giới thiệu với mọi người một số thông tin tổng quan cũng như là các cái gợi ý du lịch Hàng Châu để các bạn có một cái nhìn tổng quát về thành phố này nhé. Hàng Châu là thủ phủ của tỉnh Chiết Giang, nằm bên sông Tiền Đường, là một thành phố đầy sức sống với nền văn hóa đa dạng, lịch sử lâu đời và kinh tế phát triển rất là năng động. Thành phố này không chỉ thu hút khách du lịch với những danh lam thắng cảnh mà còn là một trong những cái trung tâm kinh tế và công nghệ hàng đầu của Trung Quốc. Theo thống kê gần nhất năm 2024 thì Hàng Châu có dân số khoảng 12,5 triệu người. Đây là một trong những thành phố đông dân của Trung Quốc với mật độ dân cư cao, tập trung chủ yếu ở các quận như là quận Thượng Thành, quận Hạ Thành và quận Tây Hồ. Xét về vị trí thì Hàng Châu cách Thượng Hải 180 km, cách Nam Kinh khoảng 260 km và cách Vô Tích khoảng 200 km. Như vậy nhìn chung từ Hàng Châu đến các thành phố khác lân cận của Trung Quốc rất là gần, di chuyển nhanh chóng với hệ thống tàu cao tốc nối liền nhau rất là thuận tiện. Về GDP thì Hàng Châu xếp hạng khoảng thứ 10 đến 15 trong số các thành phố lớn của Trung Quốc. Năm 2023, GDP của Hàng Châu đạt khoảng 1.870 tỷ nhân dân tệ, tương đương 290 tỷ đô la. Điều này đặt Hàng Châu ngang hàng với các thành phố lớn khác như là Vũ Hán, Nam Kinh và Tô Châu, nhưng thấp hơn các cái siêu đô thị như là Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến. Hàng Châu được đánh giá cao về tốc độ phát triển kinh tế, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ và thương mại điện tử. Thành phố này nổi lên như là một cái thủ đô thương mại điện tử của Trung Quốc. Bạn biết không, Hàng Châu là trụ sở của tập đoàn Alibaba danh tiếng và nhiều công ty công nghệ khác. Điều này góp phần đẩy mạnh tăng trưởng GDP rất nhanh chóng của Hàng Châu trong những năm gần đây. Một điểm nhấn nữa mà có thể là bạn cảm thấy thích thú, Hàng Châu chính là đại bản doanh của Alibaba, của trùm tỷ phú Jack Ma đóng đô ở đây. Hàng Châu là một trong những trung tâm văn hóa của Trung Quốc, nổi bật với nhiều di sản văn hóa và nghệ thuật. Từ thời nhà Đường, Hàng Châu đã trở thành trung tâm văn hóa và giao thương rất là sôi động. Khi triều đại Nam Tống chọn Hàng Châu làm kinh thành thì thành phố này càng phát triển thịnh vượng và trở thành một cái trung tâm văn hóa rất là lớn từ bấy giờ. Khi nói đến Hàng Châu thì không thể không nhắc đến địa danh Tây Hồ, một địa danh được UNESCO công nhận là di sản của thế giới. Tây Hồ ngoài việc là một cái địa điểm du lịch yêu thích của mọi du khách thì nơi đây còn là một cái biểu trưng cho tinh thần cách sống của người Hàng Châu qua rất là nhiều thế hệ. Do địa hình sông ngòi, núi non, cảnh quan thiên nhiên phong phú nên người dân Hàng Châu từ lâu đã sống rất là gần gũi với thiên nhiên. Nên vì thế mà tính cách của họ cũng rất là ôn hòa, nhã nhặn, và trong ý thức hệ của họ, môi trường xanh đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Vì thế mà trong vlog này bạn sẽ thấy một thành phố bao phủ màu xanh trên khắp các con đường, cho du khách một cái cảm giác rất là trong lành và thanh bình. Những cái con đường ven hồ, công viên và những cái không gian xanh trải dài khắp thành phố tạo điều kiện cho rất là nhiều các hoạt động ngoài trời như đạp xe, chạy bộ, yoga. Đặc biệt hệ thống xe đạp công cộng Hangzhou Public Bicycle là một trong những cái hệ thống chia sẻ xe đạp lớn nhất thế giới, được triển khai để khuyến khích lối sống xanh và giảm ô nhiễm môi trường của chính quyền thành phố. Mình chắc chắn rằng bạn đã một lần nghe cái tên trà Long Tỉnh đúng không? Và Hàng Châu chính là quê hương của loại trà danh tiếng này đó các bạn. Trà Long Tỉnh không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc mà khắp các quốc gia có văn hóa uống trà, thưởng thức trà đạo thì đều dành một cái gật đầu tâm đắc khi thưởng thức loại trà này. Ở Hàng Châu, việc thưởng thức trà Long Tỉnh không chỉ là một cái trải nghiệm ẩm thực mà còn là một cách để cảm nhận sâu sắc hơn về lối sống và triết lý của người dân Hàng Châu. Còn nói về ẩm thực Hàng Châu thì trước tiên chúng ta phải nhắc đến món thịt kho đông pha nhục. Đông pha nhục là một cái món đặc sản rất là nổi tiếng của Hàng Châu vì nó có nguồn gốc lịch sử rất là lâu đời rồi. Món thịt heo kho này được đặt tên theo một nhà thơ, nhà học giả là một vị quan thời Bắc Tống, đó là ông Tô Đông Pha. Theo truyền thuyết thì khi Tô Đông Pha bị đày đến Hàng Châu, ông đã sáng tạo ra món ăn này để tận dụng những cái nguyên liệu có sẵn ở địa phương. Ông nấu thịt ba chỉ bằng cách hầm kỹ với xì dầu, đường và rượu, tạo nên một cái món ăn đặc biệt và sau đó trở thành một cái món trứ danh của Hàng Châu. Khi mà ông chia sẻ cái món này với người dân
thì món đông pha nhục trở thành một cái món rất là phổ biến không chỉ ở Hàng Châu mà của rất là nhiều các thành phố ở Trung Quốc. Hàng Châu tổ chức rất là nhiều lễ hội truyền thống quanh năm như là lễ hội Trà Long Tỉnh vào tháng 4, lễ hội Tây Hồ vào mùa thu. Những sự kiện này không chỉ là dịp để người dân tôn vinh các cái giá trị văn hóa mà còn là cơ hội để khách du lịch tham gia và trải nghiệm các cái đời sống văn hóa địa phương rất là đậm màu sắc. Khí hậu ở Hàng Châu có đặc điểm ôn hòa, ẩm ướt và có bốn mùa rõ rệt. Mỗi mùa thì đều có một cái đặc trưng riêng mang đến những cái trải nghiệm rất là khác nhau cho du khách. Tuy nhiên cá nhân mình thì lại thích nhất là hai mùa thu và mùa xuân ở Hàng Châu. Mùa xuân bắt đầu từ cuối tháng 3 hàng năm, nhiệt độ trung bình từ 14 độ C đến 20 độ C. Tháng 3 thì trời còn khá lạnh, không khí ẩm ướt, nhưng mà mùa này thì có rất là nhiều hoa đẹp và nở rộ ở các địa điểm du lịch nổi tiếng như là vườn hoa trong công viên quốc gia Hàng Châu hay là các cái vườn hoa đào quanh Tây Hồ hoặc là vườn hoa mận CC rất là nổi tiếng. Đặc biệt là phải nhắc đến cái vườn hoa mận hoa đào trong công viên CC với hơn 20.000 loại cây nở rộ hoa rất là đẹp. Công viên ngập nước quốc gia CC có một cái tài nguyên thiên nhiên rất là phong phú. Bạn có thể tản bộ, đi thuyền, tận hưởng vẻ thanh bình, vẻ đẹp của thiên nhiên vào mùa xuân. Đây là một cái điểm tham quan rất là yêu thích của người dân địa phương vào mùa xuân và du khách đổ bộ về đây cũng rất là nhiều. Cứ ngỡ là mùa thu ở Hàng Châu sẽ không ấn tượng lắm, tuy nhiên khi nhìn thấy những hàng cây ngân hạnh chuyển màu vàng rực rỡ trong nắng hay là những con đường nhuộm màu lá quanh khu vực Tây Hồ thì bạn mới thực sự xuýt xoa, thì ra Hàng Châu mùa thu đẹp hơn những gì bạn nghĩ. Mùa thu Hàng Châu bắt đầu từ cuối tháng 9, khí hậu mát mẻ, khô ráo. Nhiệt độ trung bình mùa thu ở Hàng Châu dao động từ 17 đến 24 độ C, rất là dễ chịu để đi ngắm cảnh dạo phố dưới những cái tán cây lá vàng tuyệt đẹp luôn. Mùa thu dạo quanh đường Bắc Sơn là một con đường quanh Tây Hồ đẹp nhất ở Hàng Châu, bạn sẽ cảm nhận đầy đủ trạng thái mùa thu tuyệt đẹp như thế nào. Khung cảnh, con người, bầu không khí, tất cả như là một bức tranh rất là sinh động đầy cảm xúc cho du khách. Hàng Châu với sự kết hợp độc đáo giữa văn hóa truyền thống và sự hiện đại mang đến cho du khách không chỉ là những cái trải nghiệm du lịch tuyệt vời mà còn là một cái nhìn sâu sắc về một cái thành phố đang chuyển mình rất là mạnh mẽ, từ sự phong phú của di sản văn hóa đến nhịp sống đô thị hiện đại, từ cái vẻ đẹp thiên nhiên đến những thành tựu kinh tế. Hàng Châu xứng đáng là một điểm đến không thể bỏ qua khi bạn đến du lịch Trung Quốc. Sau khoảng 1 tiếng rưỡi thì mình đã đến Hàng Châu rồi. Âu Trấn cách Hàng Châu khoảng 84 km thôi nên đi cũng rất là nhanh. Xe dịch vụ thả mình xuống tại vị trí là ga tàu điện ngầm Quảng trường Võ Lâm, lối ra E. Đây là cái khu vực trung tâm của Hàng Châu nên rất là sầm uất. Từ đây thì mình đi metro về khách sạn rất là tiện. Cách sử dụng bản đồ Baidu Map để đi metro, đi bus mà người xem lại ở tập Tô Châu. Còn cách sử dụng Alipay để thanh toán mọi thứ các bạn có thể xem lại tập ở Vlog Thượng Hải nha. Đây là cái tòa nhà mình book này các bạn, bên phải là ga tàu điện ngầm, bên trái là khách sạn, quá tiện lợi đúng không? Đây là cái lối vào khách sạn, bên này là quán ăn, quán cà phê, showroom điện thoại ở tầng trệt của tòa nhà này. Bên dưới tòa nhà có sẵn quán cà phê luôn. Bây giờ mình lên nhận phòng nha các bạn, lễ tân khách sạn ở tầng 3, thang máy thì rộng rãi, kéo vali cỡ lớn thoải mái luôn nha. Ok, đây là phòng mình. Cái nhìn đầu tiên là mình thích rồi đó. Không gian phòng rộng rãi, thoáng đãng, có cái cửa sổ lớn ở đằng kia luôn, hai giường rộng luôn mọi người ơi. Diện tích phòng này là 20m2, mọi thứ rất là sạch sẽ, tươm tất, giống như những cái gì mà mình đã mong đợi. Hàng ngày thì có dọn phòng nha các bạn, nước thì 2 chai miễn phí mỗi ngày, có trà mà không có cà phê nha mọi người. Phòng đẹp, vị trí ngay trung tâm tàu điện, đi lại rất là thuận tiện, nên là thật sự là mình rất là thích luôn. Phòng này mình book trên trip.com, thời điểm mình book là 1.200.000 một đêm bao gồm các loại thuế phí. Còn trong đây là khu vực phòng tắm này mọi người, nhìn sạch sẽ cũng ok ha.
Ok, sau khi room tour thì bây giờ cô sẽ định vị bản đồ các cái vị trí của khách sạn, vị trí các cái trung tâm để các bạn có thể có một cái hình dung tổng quát, có thêm thông tin tham khảo ha. Đây là cái vị trí khách sạn mình ở. Dọc đường này các bạn thấy có rất là nhiều cái lối vào metro. Còn đây là các cái trạm xe buýt này các bạn. Nói chung vị trí khách sạn thì không thể chia vào đâu được luôn á. Còn đây là Hài Nhi Hàng, tức là con hẻm tên là Hài Nhi. Ở đây người ta gọi là hẻm nhưng mình thấy nó rất là rộng luôn các bạn ơi. Dọc con đường này có rất là nhiều quán ăn, cửa hàng tiện lợi, tạp hóa, giặt ủi, trái cây. Nói chung là rất nhiều tiện ích ở con đường Hài Nhi Hàng này. Từ khách sạn mình qua đây chỉ có 3 phút thôi, bởi vì nằm cách nhau chỉ có một con hẻm mà. Còn đây là quảng trường Võ Lâm, là vị trí lúc nãy mình đi ô trấn lên đó các bạn. Quảng trường Võ Lâm là một cái trung tâm thương mại rất là sầm uất, nhiều cửa hàng, văn phòng cao cấp đều nằm ở khu vực này. Còn đây là đường Duyên An, là một cái trục đường trung tâm của Hàng Châu. Đường Duyên An là một cái trục đường rất là thuận tiện để đi đến các cái khu vực khác của Hàng Châu thông qua cái hệ thống giao thông dọc tuyến này rất là nhiều. Dọc con đường này có rất là nhiều tiện ích như là khách sạn, nhà hàng, siêu thị và các cái dịch vụ giải trí khác sẽ đáp ứng cho mọi nhu cầu của bạn luôn. Nếu mà kiếm khách sạn thì các bạn có thể kiếm dọc theo con đường này nha. Rất là ok luôn, đi lại rất là thuận tiện. Từ khách sạn mình đi đến phố đi bộ Bờ Hồ cũng rất là gần luôn các bạn ơi. Vị trí này người ta còn gọi là phố đi bộ Hồ Tân nha. Phố đi bộ Bờ Hồ là khu trung tâm mua sắm cao cấp, khuôn viên vui chơi, nhiều trung tâm thương mại có ở đây nha. Còn đây là khu vực Tây Hồ, rất là nổi tiếng của Hàng Châu, xung quanh Tây Hồ có rất là nhiều cảnh đẹp. Từ khách sạn mình đi ra Tây Hồ cũng rất là thuận tiện luôn. Ok, như vậy là mình đã định vị sơ qua các cái vị trí quan trọng để các bạn có thể hình dung ra toàn bộ các cái lộ trình, các cái vị trí ăn uống đi chơi sao để mà tìm kiếm khách sạn cho thuận tiện nhất. Trước mặt mình đây là trục đường Duyên An này mọi người. Con đường này tập trung rất là đông các cái quán xá, các cái trung tâm mua bán giải trí, cơ ốc văn phòng. Nói chung là một trục đường quan trọng ở Hàng Châu á. Bây giờ mình sẽ đi qua cái Hài Nhi Hàng nha. Hẻm Hài Nhi đó, từ khách sạn mình qua khu này chắc 3 phút thôi, rất là gần luôn. Khoan dừng lại xíu nha, mình muốn giới thiệu với mọi người một khách sạn nữa cũng ok lắm. Nằm gần khách sạn mình luôn, có tên là G Hotel. Tình cờ đi ngang mình thấy, mình nhanh tay lên trip.com check giá xem như thế nào. Thì mình thấy nó cũng khá là ổn, phòng móc sạch sẽ, nói chung là cũng rất là ok á mọi người. Các bạn lưu lại thêm một khách sạn này nữa để có thêm tham khảo nha. Đây, con đường này gọi là Hài Nhi Hàng đó các bạn, tức là hẻm Hài Nhi đó. Chữ hàng trong tiếng Trung có nghĩa là con hẻm ngõ phố, nhưng mình thấy thật ra nó rất là rộng luôn, chứ không phải là một con hẻm nhỏ hẹp đâu. Nếu mà khách sạn bạn ở gần đây thì ghé đây tìm chỗ ăn nha. Đi dọc theo con đường này mình thấy có rất là nhiều cái tiện ích phù hợp cho khách du lịch. Bây giờ là mình ghé một quán cơm để ăn trưa. Nhìn chung vật giá ở Hàng Châu cũng khá là ổn so với Thượng Hải, không cao lắm. Một phần cơm của mình như thế này trị giá là 26 tệ, tức là khoảng 90 ngàn tiền Việt thôi. Lịch trình chiều nay của mình là sẽ ghé qua khu Thanh Hà Phường. Đây là một cái khu phố cổ, phố đi bộ, ăn uống mua sắm đặc sản địa phương rất là sầm uất. Khu này đi buổi chiều là thích hợp nhất bởi vì nó mát mẻ. Các bạn có thấy cái hệ thống xe đạp cho thuê ở Hàng Châu không? Quá trời luôn, khắp nơi đều có xe đạp nha. Tới Thanh Hà Phường rồi các bạn. Ở đây có hai khu nha, khu shop bán thời trang xịn hơn. Nhìn thiết kế thì đẹp hơn. Nếu mà các bạn có xem cái tập vlog Thượng Hải của mình thì các bạn sẽ nhận ra cái khu ở này ở Hàng Châu giống như là cái khu Sikumen ở Thượng Hải vậy đó. Kiểu kiến trúc thuộc địa mọi người. Đây rồi, đây là khu trục chính của phố đi bộ Thanh Hà Phường này các bạn. Thanh Hà Phường là một cái phố đi bộ dài khoảng 460m. Nơi đây có rất là nhiều các cửa hàng, quán ăn, quán trà và các cửa hiệu thủ công mỹ nghệ truyền thống, và đa phần chỉ phục vụ cho khách du lịch thôi. Thanh Hà Phường có lịch sử kéo dài hơn 1.000 năm, xuất hiện lần đầu tiên vào thời nhà Tống. Lúc bấy giờ, nơi đây là một cái trung tâm kinh doanh và thương mại rất là sầm uất ở Hàng Châu, thu hút rất nhiều thương nhân và du khách khắp nơi đến đây giao dịch buôn bán. Trong khu Thanh Hà Phường này có một cái nhà thuốc cổ rất là nổi tiếng, đó là nhà thuốc Hồ Thanh Ngọc Đường và được mệnh danh là Giang Nam Dược Vương, tức là ông vua thuốc Đông Y của vùng Giang Nam này. Nhà thuốc này rất là nổi tiếng, thành lập vào năm 1874 dưới thời nhà Thanh bởi một cái thương nhân rất nổi tiếng tên là Hồ Tuyết Vi. Ở đây rất là nổi tiếng về việc sản xuất và bán các loại thuốc Đông Y chất lượng cao, đặc biệt là các loại thuốc nam và dược phẩm quý hiếm.
Dọc con phố đi bộ này bán rất là nhiều đặc sản của Hàng Châu luôn mọi người. Nhưng có hai món đặc sản mà mình muốn giới thiệu với mọi người. Đầu tiên đó là cái món thịt heo chiên khô. Như hình ảnh các bạn thấy đó, món thịt heo chiên khô này được làm từ thịt heo thái lát mỏng, sau đó chiên giòn lên cho nó khô và có một cái màu vàng rất là hấp dẫn. Món này là có vị mặn rất là giòn, có thể ăn trực tiếp như là một cái món ăn vặt hoặc là ăn kèm với các món ăn khác. Đặc sản thứ hai chính là thịt heo muối. Chắc là mọi người cũng đã thấy cái món thịt heo muối này rồi đúng không? Thịt heo muối là một cái món ăn truyền thống của Trung Quốc. Thịt được tẩm ướp với muối, đường và nhiều loại gia vị khác để tạo ra một hương vị rất là đậm đà. Ở phố đi bộ Thanh Hà Phường còn có một cơ sở điêu khắc đồng tinh xảo truyền thống gọi là nhà đồng Giang Nam. Mình nghĩ là các bạn nên ghé vào tham quan nha, tất nhiên là miễn phí bởi vì nó rất là đẹp, rất là ấn tượng luôn. Đúng nghĩa là nhà đồng, mọi thứ ở đây tất cả đều bằng đồng hết đó mọi người. Từ trần nhà, sàn nhà cho đến vật dụng trang trí, tất cả đều bằng đồng luôn. Các nghệ nhân tại đây thường sử dụng kỹ thuật truyền thống kết hợp với lại cái sáng tạo hiện đại, tạo nên các cái sản phẩm bằng đồng rất là độc đáo, có giá trị nghệ thuật cao. Từ những cái sản phẩm thờ cúng cho đến những cái sản phẩm phong thủy, đồ trang trí nội thất, tất cả đều bằng đồng, rất là tinh xảo luôn các bạn. Điêu khắc đồng là một cái nghệ thuật truyền thống có lịch sử rất là lâu đời ở Trung Quốc, phản ánh cái sự tinh tế và kỹ năng của các nghệ nhân. Đồng thời các cái sản phẩm từ đồng cũng thể hiện được cái sự đa dạng về văn hóa và tín ngưỡng của người dân địa phương. Ở Hàng Châu các bạn sẽ thấy rất là nhiều cái bãi xe máy điện cho thuê như thế này. Chỉ cần tải app, quét mã là lấy xe chạy thôi, rất là đơn giản. Nhưng tiếc là mình không biết chạy xe điện nên là mình chỉ có thể thuê xe đạp thôi. Mình thuê xe đạp chạy ra phố đi bộ bờ hồ chơi, tự nhiên trời đổi mưa nên là bể kế hoạch luôn. Bây giờ là giữa tháng 5, thời điểm giao mùa của mùa xuân và mùa hè, nên là thường có những cái cơn mưa rào bất chợt như thế này ở Hàng Châu. Do trời mưa quá nên là mình trả xe đạp rồi đi dạo trong một cái khu bán quần áo vừa trú mưa vừa kiếm đồ ăn tối luôn. Đây là khu phố bán quần áo giá rẻ Long Hương, các bạn search Baidu Map theo cái tên mình để trên màn hình nha. Nó nằm đối diện với phố đi bộ bờ hồ luôn các bạn. Cái chỗ này giống như là một cái mall tổng hợp quần áo, quán ăn các kiểu á mọi người. Bây giờ là mình đi dạo lên các cái lầu phía trên xem thử là có mua sắm được gì không nha. Nó bao gồm hai khu bán đồ nam và đồ nữ riêng nha các bạn. Trước khi về khách sạn thì mình ghé qua con phố Hà Nhi gần khách sạn để mua một ít trái cây. Mặc dù là một cái cửa hàng nhỏ nhưng mà trái cây rất là phong phú, loại nào cũng có hết. Không biết là trải nghiệm của mọi người như thế nào chứ cá nhân mình khi mà giao tiếp hay là nhờ sự giúp đỡ của người dân Trung Quốc thì mình cảm giác là họ rất là thân thiện và rất là nhiệt tình luôn. Dư âm cơn mưa tối qua đến nay vẫn còn chưa dứt. Sáng nay trời mưa phùn nhẹ ẩm ướt. Mình ghé qua quán cà phê ở dưới khách sạn để order một ly cà phê nóng. Buổi sáng mà mình thiếu một ly cà phê là mình chịu không nổi luôn á mọi người. Sáng nay trời khá lạnh lạnh, cảm giác như mùa đông luôn. Mặc dù bây giờ đang là giữa tháng 5, thời điểm giao giữa mùa xuân và mùa hè. Bây giờ là mình qua cái hẻm Hà Nhi gần bên cạnh khách sạn để ăn sáng.
Đây là cái quán mì bò nằm sát bên cạnh Family Mart. Vì cái mì ở đây rất là ngon nên là mình lưu ý để các bạn có thể đánh dấu lại địa điểm này nha. Mình không có nhớ cái tên nó gọi là gì luôn. Đây là cái kiểu mì bò trứng giống như là ở Đài Loan mà mình đã từng ăn. Cái nước dùng mì và bò nó hòa quyện với nhau rất là ngon luôn á mọi người. Nói chung là hợp vị lắm, mình rất là bắt miệng. Một cái tô như vậy là 29 tệ, tức là khoảng 100 ngàn tiền Việt. Mình có một cái thói quen rất kỳ cục. Ở cái chỗ nào mà ăn ngon, cảm thấy ok là mình cứ quay trở lại hoài luôn và không có muốn trải nghiệm một cái chỗ khác. Ví dụ như cái quán này nè mọi người, sáng nào mình cũng qua để ăn và ăn đúng một món là mì bò trứng thôi. Và thật sự là không có cái nhu cầu trải nghiệm thêm cái món khác. Kiểu một cái kiểu rất là trung thành như vậy luôn á mọi người. Không biết là mọi người có ai ở đây giống mình không? Bây giờ cô sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Alipay và kích hoạt ứng dụng thuê xe đạp HelloBuy. Alipay dùng để thanh toán mọi thứ từ giao thông công cộng cho đến ăn uống mua sắm ở Trung Quốc. HelloBuy là cái xe đạp màu xanh dương nha các bạn. Đây là giao diện trang chủ của Alipay. Bạn phải bật định vị điện thoại thì mới dùng Alipay chính xác được nha. Vị trí sẽ tự động cập nhật trộn mũi tên nha các bạn. Mình để tiếng Việt cho các bạn dễ hiểu nhưng thật ra khi cài đặt thì nó sẽ mặc định là tiếng Anh. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển ngữ sang tiếng Việt. Click chọn vị trí mũi tên, chọn tiếp chỗ vị trí bánh răng để cài đặt, chọn thông dụng, chọn đa ngôn ngữ. Chọn tiếng Việt, bây giờ app đã chuyển sang tiếng Việt, bạn thao tác hoàn toàn rất là dễ dàng. Tiếp tục chọn cài đặt, chọn tài khoản và bảo mật. Theo hướng dẫn từng mục, bạn khai toàn bộ thông tin trong này một cách chính xác nha mọi người, cực kỳ chính xác nha. Các bạn phải hoàn tất bước xác thực giấy tờ này ở Việt Nam trước, sau đó sang Trung Quốc thì mới kích hoạt thanh toán được nhé. Bước này sẽ cài đặt thanh toán, chọn thứ tự khấu trừ. Nhấn giữ để dịch chuyển thứ tự ưu tiên khi bạn muốn thanh toán tiền từ tài khoản hay tiền từ thẻ Visa. Số dư là tiền bạn nạp tệ vào tài khoản sẽ thể hiện ở đây. Nếu bạn không cài thẻ Visa của các ngân hàng nhà nước được thì hãy dùng thẻ của các ngân hàng thương mại là luôn luôn được nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kích hoạt cái app HelloBuy để thuê xe đạp đi lại rất là thuận tiện ở Trung Quốc luôn. App này nằm bên trong nhóm ứng dụng của Alipay luôn nha các bạn. Chọn toàn bộ. Có 3 cái app nhỏ xài nhiều nhất, đó là Dịch, Didi để đi taxi và HelloBuy để thuê xe đạp. Nhấn giữ rồi di chuyển các cái app cần dùng lên phía trên. Click vào HelloBuy. Đây là giao diện của HelloBuy. Click chỗ dịch để nó dịch toàn bộ từ tiếng Trung sang tiếng Anh để bạn dễ hiểu. Vị trí mũi tên là app nhắc nhở bạn mở định vị điện thoại. Bạn đăng nhập bằng tài khoản Alipay rất là nhanh chóng. Sau khi đăng nhập, chọn Buy, click vào vị trí mũi tên để quét mã trên xe đạp. Ok, vậy là xong. Sau khi quét mã QR code thì xe sẽ tự động mở khóa và bạn lấy xe chạy thôi. Bãi xe thì nằm la liệt khắp nơi, khi nào muốn trả thì các bạn nhớ là kết thúc hành trình trên app nhé. Sau khi xuống xe bus tại điểm cuối thì mình thấy xe đạp xung quanh cho thuê rất là nhiều. Ok, vậy là mình tải app scan QR code để thuê xe đạp và tiếp tục đạp vào vườn bách thảo. Lúc này thì mình mới thực sự biết ơn xe bus đã thả mình xuống ở ngoài kia để thuê xe đạp tự đạp vào vườn bách thảo dưới một cái vòm cây xanh mát như thế này. Trời ơi, thích giả man luôn mọi người ơi. Xe đạp thì mình phải để bên ngoài và đi bộ vào bảo tàng. Nói chung thì cũng khá là gần á mọi người, không có xa lắm. Từ cái chỗ bán vé đi vào trong cái bảo tàng thì chỉ khoảng 5 đến 7 phút là tới rồi. Trong này thì không khí rất là mát mẻ, dễ chịu nữa, nên là dù có đi bộ xa hơn xíu thì cũng không có sao. Hàng Mỹ Lâm là tên của một cái nghệ sĩ rất là nổi tiếng ở Trung Quốc. Ông sinh năm 1936. Ông là một cái họa sĩ, một điêu khắc gia và là một người thiết kế nghệ thuật đương đại rất là có uy tín trong nước và quốc tế. Ông được biết đến với rất là nhiều tác phẩm phong phú từ tranh sơn dầu, tranh thủy mặc đến các tác phẩm điêu khắc và thiết kế công trình. Và đây chính là một cái điểm check-in rất là hot ở Hàng Châu này mọi người. Đây chính là một cái tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ Hàng Mỹ Lâm, là một cái tượng Phật màu đen rất là khổng lồ. Khi đứng chụp hình với bức tượng này, bạn có cảm giác mình thật sự là nhỏ bé trước sự vĩ đại của Đức Phật. Đó cũng chính là cái thông điệp mà người nghệ sĩ muốn chuyển đến người xem.
Rồi bảo tàng mình tiếp tục thuê xe đạp đi về phía Hồ Tây. À, quanh khu vực Hồ Tây thì toàn cây xanh, nên đạp xe dưới một cái bầu không khí trong lành, xanh mát, dễ chịu như thế này thực sự là một cái trải nghiệm rất là có ý nghĩa đối với bản thân mình, bởi vì mình rất là thích cây xanh luôn á mọi người. Bây giờ là mình đang di chuyển đến miếu Nhạc Phi nằm trên đường Bắc Sơn. À, đường Bắc Sơn là con đường mình đang đi nè mọi người. Con đường Bắc Sơn nổi tiếng là đẹp ở Hàng Châu vì bao quanh thắng cảnh Tây Hồ rất là mát mẻ, nhiều cây xanh. Phía trước miếu Nhạc Phi là một cái công viên rất là rộng, nối liền ra Tây Hồ. Ở trước mặt mình là Tây Hồ rồi các bạn, ai muốn đi du thuyền thì ra bãi tàu ở phía kia nha. Vì là gần khu di tích văn hóa nên là xung quanh đây bạn thấy rất là nhiều các cái cửa hàng, quán ăn, quán cà phê, KFC, Starbucks đầy đủ luôn. Bên kia đường là cổng chính vào miếu Nhạc Phi, bây giờ mình qua đó các bạn nha. Miếu Nhạc Phi là một cái địa điểm lịch sử rất là nổi tiếng ở Hàng Châu, được xây dựng để tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc đó là Nhạc Phi, một vị anh hùng kiệt xuất của triều đại Nam Tống. Nhạc Phi với vai trò lãnh đạo quân đội chống lại sự xâm lược của nhà Kim, vì thế ông trở thành một biểu trưng của cái lòng yêu nước và tinh thần bất khuất dân tộc trong lịch sử Trung Quốc. Miếu Nhạc Phi là một cái địa điểm tôn nghiêm không chỉ mang giá trị lịch sử văn hóa mà còn là nơi để du khách tìm hiểu về một cái thời kỳ lịch sử đầy bi tráng của Trung Quốc. Ngôi miếu này được xây dựng vào năm 1221, đó là thời Nam Tống, để tôn vinh và tưởng niệm Nhạc Phi sau khi ông bị xử oan dưới sự chỉ đạo của gian thần Tần Cối. Dù Nhạc Phi là một tướng lĩnh tài ba trung thành với triều đình và nhân dân, ông đã bị vu oan và bị xử tử. Sau này thì sự trong sạch của Nhạc Phi được khôi phục và ông được vinh danh là một cái vị anh hùng dân tộc. Ở đây là khu triển lãm lịch sử này các bạn. Tại đây du khách có thể tìm hiểu chi tiết về cuộc đời, sự nghiệp, quê hương, gia đình của Nhạc Phi thông qua các cái hiện vật lịch sử, tranh vẽ và các cái tái hiện mô hình các cái trận đánh của ông. Câu chuyện về cái chết oan ức của ông dưới bàn tay của gian thần Tần Cối cũng được tái hiện rất là chi tiết. Và đây chính là khu lăng mộ của miếu Nhạc Phi. Lăng mộ này nằm phía sau khu thờ cúng với một cái kiến trúc rất là cổ kính và không gian rất là yên bình. Mọi người sẽ thấy hai ngôi mộ, đó là mộ của Nhạc Phi và con trai là Nhạc Vân. Nhạc Vân và Nhạc Phi cùng bị hành quyết vì gian thần Tần Cối. Trên bia mộ của Nhạc Phi có khắc câu "Tinh trung báo quốc", thể hiện tinh thần trung thành với đất nước của ông. Một điểm đặc biệt tại miếu Nhạc Phi là khu vực tượng bằng sắt mô phỏng các cái gian thần đang quỳ gối trước lăng mộ như một hình thức chuộc lỗi và để người đời phỉ báng vì tội phản quốc. Để các bạn thấy, đây là vợ chồng Tần Cối và Vương Thị, hai người chủ mưu sát hại Nhạc Phi. Khi Nhạc Phi đang bị giam chờ xử thì Vương Thị đã suối bảy chồng là Tần Cối ra tay thủ hạ Nhạc Phi cho khỏi cảnh đêm dài lắm mộng. Còn bên này là bạn Tất Tiết, đồng đảng của Tần Cối. Ông là người điều tra vụ án nhưng lại là vu oan cho Nhạc Phi. Và bên cạnh ông chính là Vương Tuấn. Vương Tuấn cũng là một tướng dưới trướng của Nhạc Phi nhưng lại thông đồng với vợ chồng Tần Cối để hãm hại Nhạc Phi. Cho đến bây giờ khi mà du khách đến thăm miếu Nhạc Phi thì người ta vẫn còn thể hiện cái sự phẫn nộ lên vợ chồng Tần Cối hay là Vạn Tất Tiết Vương Tuấn. Rồi miếu Nhạc Phi mình tiếp tục đi bộ lang thang ra khu Tây Hồ, nơi mà buổi chiều người dân và du khách tập trung hóng gió mát ngắm hoàng hôn rất là đông vui.
Đây là lộ trình di chuyển ngày hôm nay của mình nè các bạn. Như trong vlog trước mình có chia sẻ thì là mình vẫn dùng Google Maps để đánh dấu quản lý lịch trình. Tuy nhiên muốn chính xác hơn trong việc tìm đường hay giao thông công cộng thì các bạn phải dùng Bayou Maps hoặc là Google Maps nha. Trong vlog tập Tô Châu, cô có hướng dẫn mọi người dùng Bayou Maps cho người không biết tiếng Trung rất là đơn giản. Các bạn có thể xem lại nha. Đây là bảo tàng mỹ thuật nằm bên trong vườn Bách Thảo Hàng Châu mà mình vừa đến sáng nay. Đây là cổng bán vé để vào vườn Bách Thảo. Sau đó mình đạp xe đến miếu Nhạc Phi ở đây. Tiếp theo mình đi bộ ngắm cảnh, đi bộ đến điểm ngắm hoàng hôn trên Tây Hồ là tại cái vị trí này. Chỗ này buổi chiều rất đông và rất là đẹp nha mọi người. Còn đây là đường Bắc Sơn, có thể nói là con đường đẹp nhất ở Hàng Châu, với một bên là Tây Hồ, một bên là hàng quán cà phê di tích lịch sử. Chạy xe dọc theo con đường Bắc Sơn này là một cái trải nghiệm cực kỳ thích thú luôn á các bạn. Và điểm cuối ngày hôm nay chính là chợ đêm Võ Lâm ở vị trí này. Vị trí mình đang đứng đây là một cái chỗ ngắm sunset rất là đẹp ở Tây Hồ. Buổi chiều thì chỗ này thường rất là đông. Hôm nay vì thời tiết nhiều mây nên là không thấy được sunset đẹp như mong đợi. Nhưng mà không sao, đi lang thang ngắm cảnh, tận hưởng thiên nhiên, hít thở bầu không khí trong lành, đúng kiểu như là sống chậm của Hàng Châu, cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị luôn. Nếu mà các bạn có thể thuê được xe đạp, đạp lang thang trong này cũng rất là thích. Chợ đêm Võ Lâm là một cái chợ đêm rất là sôi động và đông đúc ở Hàng Châu về đêm. Lý do chợ này đông đúc là vì nó nằm ngay chỗ quảng trường Võ Lâm và trục đường chính Diên An, nên là đi lại rất là thuận tiện, thu hút rất là đông du khách đến vui chơi mua sắm và ăn uống vào ban đêm. Chợ bắt đầu mở cửa từ 6 giờ tối và vãn dần đến 12 giờ đêm nha các bạn. Đặc biệt nếu mà các bạn mua sắm những cái đồ lưu niệm ở chợ này thì phải trả giá hết đất nha. Nhất là những cái đồ lưu niệm hay là những cái vật phẩm phong thủy ở trong này người ta hét giá cao lắm đó. Sáng hôm nay thì trời Hàng Châu nắng ráo, mát mẻ, nhiệt độ trung bình từ 20 đến 22 độ C, rất là dễ chịu luôn. Vì thế nên là mình quyết định dành cả buổi sáng hôm nay sẽ thuê xe đạp để đạp là quanh quanh Tây Hồ dọc theo con đường Bắc Sơn, tận hưởng cái bầu không khí trong lành mát mẻ. Như các bạn thấy thì các thành phố trước mình đi check-in rất là nhiều, nhưng mà để đến Hàng Châu với phong cảnh hữu tình như thế này thì là mình thích sống chậm lại, đi từ từ, chủ yếu để ngắm cảnh, thưởng thức cái bầu không khí trong lành của thành phố này. Chính vì lối sống chậm rãi, hưởng thụ thiên nhiên mà Hàng Châu được người dân Trung Quốc bình chọn là một cái thành phố đáng sống nhất ở Trung Quốc. Bên cạnh đó thì các yếu tố như văn hóa, thiên nhiên, kinh tế và chất lượng cuộc sống cũng khiến cho nhiều người dân Trung Quốc rất là muốn đến lưu trú tại Hàng Châu. Hàng Châu nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên đẹp như tranh vẽ, đặc biệt là Tây Hồ, là một cái di sản được UNESCO công nhận. Tây Hồ không chỉ là một cái biểu tượng của thành phố mà còn là nơi người dân đến thư giãn, đi dạo, diễn ra các hoạt động văn hóa thể thao và tận hưởng cái bầu không khí xanh mát. So với các thành phố lớn khác ở Trung Quốc thì Hàng Châu có chất lượng không khí tương đối tốt. Chính quyền thành phố đã đầu tư rất mạnh mẽ vào phát triển bền vững và bảo vệ môi trường với nhiều dự án xanh hóa và phát triển giao thông công cộng giúp giảm thiểu ô nhiễm rất là hiệu quả. Quanh Tây Hồ bạn thấy rất là nhiều nhà thủy tạ, một cái đặc trưng kiến trúc văn hóa của Trung Quốc để du khách có thể đi dạo mệt thì vào ngồi nghỉ ngơi ngắm cảnh. Và quanh đây các bạn thấy là cũng có rất là nhiều quán cà phê view đẹp ra bờ hồ luôn á mọi người.
đây là quán cà phê Starbucks, có thể nói là có một cái vị trí rất đắc địa ở Hàng Châu luôn. Quán nằm trên đường Bắc Sơn, gần những cái địa điểm đẹp của Tây Hồ nên là vào giờ cao điểm thường rất là đông. Tuy nhiên mình đến quán vào lúc giữa trưa nên là khá vắng và cảm giác là thoải mái, yên tĩnh. Điểm tiếp theo quanh khu Tây Hồ mà mình muốn đến đó chính là Tập Hiện Đình. Các bạn có thể tìm đường bằng Baidu Map theo từ khóa tiếng Trung mà để trên màn hình nhé. Vì đây là một cái công viên công cộng nằm gần trung tâm mua sắm ở phố đi bộ Hồ Tân nên là du khách rất là đông. Và hơn hết là ở đây có rất nhiều cái sinh hoạt văn hóa văn nghệ của các bô lão, đúng nghĩa là không gian sinh hoạt văn hóa công cộng luôn. Rất nhiều các hoạt động diễn ra ở đây của người dân địa phương, ví dụ như là hát karaoke, tập thể dục, nhảy aerobic, livestream cho đến đánh cờ, câu cá. Mọi thứ rất là náo nhiệt luôn đó mọi người. Nếu mà các bạn muốn trải nghiệm văn hóa địa phương như thế nào thì các bạn có thể đến đây nha. Ở Hàng Châu thì các bạn sẽ bắt gặp được rất nhiều các cái cửa hàng bán đồ tự động như thế này. Ở đây không chỉ có bán nước mà còn rất nhiều thứ khác. Ví dụ như là các bạn thấy là có cà phê, có đồ lưu niệm, kem nè. Quá hiện đại luôn đúng không? Bạn sẽ thấy xe đạp cho thuê ở khắp nơi ở Hàng Châu luôn, nhất là các cái trục đường trung tâm hay là những cái khu du lịch nhiều lắm luôn á mọi người. Bởi vì là ở Hàng Châu đi xe đạp cực kỳ thích hợp, nó có nhiều cây xanh mát mẻ, không khí rất là dễ chịu. Lịch trình chiều nay thì mình cũng đi quanh khu Tây Hồ luôn, nhưng mà những cái vị trí khác. Đây là chùa Lôi Phong, du khách nào đến Hàng Châu thì cũng ghé vào chùa Lôi Phong vì từ trên cao ngắm toàn cảnh ra Tây Hồ rất là đẹp. Còn đây là vị trí của chùa Tịnh Từ, nằm đối diện chùa Lôi Phong. Nhưng mà muốn chụp hình chùa Lôi Phong đẹp thì phải đến chùa Tịnh Từ, bởi vì từ chùa Tịnh Từ thì nó nằm trên triền đồi, nhìn cái view qua rất là đẹp. Tiếp theo là vị trí cầu Sông Đầu để chụp ảnh sunset. Các điểm này khá là gần nhau, bạn có thể đi xe đạp hoặc đi xe bus nha, nhưng mình thấy đi xe đạp nó vui hơn á. Bên kia đường là lối vào chùa Lôi Phong kìa các bạn, còn phía bên này là chùa Tịnh Từ. Chiều nay thì là mình chọn vào chùa Tịnh Từ vì bên này vắng hơn chùa Lôi Phong, chụp ảnh thì cũng sẽ đẹp hơn. Vé vào cổng là 10 tệ nha các bạn. Khuôn viên trong chùa buổi chiều vắng vẻ, yên tĩnh, nắng dịu nhẹ, một khung cảnh rất là thanh bình và thư thái luôn. Chùa Tịnh Từ là một trong những ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng và cổ kính nhất ở Hàng Châu, nằm phía nam của Tây Hồ. Chùa có lịch sử rất là lâu đời và đóng một vai trò rất là quan trọng trong Phật giáo Thiền tông tại Trung Quốc. Chùa Tịnh Từ được xây dựng vào năm 954 thời Nam Đường dưới triều đại vua Tiền Thục của Ngô Việt Quốc. Ban đầu chùa có tên là Hương Yên Tự, nhưng sau đó thì được đổi thành Tịnh Từ Thiền Tự dưới triều đại Nam Tống. Chùa đã trải qua rất là nhiều lần tu bổ và mở rộng, đặc biệt vào trong thời Minh và thời Thanh. Đối với người dân Hàng Châu, chùa Tịnh Từ là một điểm đến để tĩnh tâm học hỏi về giáo lý nhà Phật và hòa mình vào không gian yên tĩnh, tránh xa những cái thị phi ồn ào cuộc sống ngoài đô thị. Chùa Tịnh Từ nằm xuôi theo một triền đồi nên từ trên cao bạn có thể nhìn thấy tháp đằng kia chính là chùa Lôi Phong đó các bạn.
trời chùa Tịnh Từ, điểm tiếp theo mình đến đó là cầu Sông Đầu. Ở chỗ này buổi chiều rất là đẹp, vì thấy xa xa kia là tháp của chùa Lôi Phong. Mọi người đến đây chụp ảnh, tập thể dục, ngồi hóng mát buổi chiều. Và mình thấy rất là nhiều đôi đến đây chụp hình cưới nữa. Cô nghĩ là góc này chụp hình cưới rất là đẹp luôn á, mọi người có thấy vậy không? Chương trình biểu diễn nghệ thuật Tống Thành Thiên Cổ Tình được biểu diễn tại công viên Tống Thành. Công viên Tống Thành là một cái công viên chủ đề rất là nổi tiếng ở Hàng Châu. Ở nơi đây tái hiện lại cái vẻ đẹp và văn hóa thời kỳ nhà Tống. Ở trong này bao gồm rất nhiều các hoạt động, bao gồm các chương trình biểu diễn nghệ thuật, cảnh quan kiến trúc cổ xưa và nhiều hoạt động giải trí vui chơi thu hút không chỉ du khách nước ngoài mà ngay cả khách nội địa Trung Quốc cũng rất là thích đến đây. À, mình thấy nó giống như kiểu Đầm Sen hay Suối Tiên ở Sài Gòn vậy đó mọi người, cũng không khác nhau nhiều lắm. Từ khách sạn mình đến công viên Tống Thành thì khoảng một tiếng thôi. Để mua vé vào cái show diễn này thì các bạn mua vé trên ứng dụng Ctrip nha. Nhưng mà nếu các bạn không có số điện thoại trong book thì không thể đăng nhập Ctrip để mua vé được. Thì các bạn có thể nhờ lễ tân khách sạn mua giùm nhé. Nếu không phải mà mùa cao điểm thì chỉ cần mua trước 1-2 ngày là ok. Tùy mùa mỗi ngày có từ 4 đến 5 suất diễn lận, bắt đầu từ buổi chiều đến buổi tối nha mọi người. Giá vé bình thường bắt đầu từ 300 tệ và VIP là 580 tệ. Nếu mà bạn đi theo nhóm, đi theo gia đình có trẻ con thì có ưu đãi hơn. Các bạn cứ trao đổi và nhờ lễ tân họ book giùm nha nhé. Nội dung chính của show diễn Tống Thành Thiên Cổ Tình xoay quanh các cái sự kiện lịch sử đời nhà Tống là chính, đặc biệt là văn hóa và các câu chuyện về tình yêu rất là bi tráng. Nổi bật nhất là câu chuyện về đại anh hùng Nhạc Phi, mối tình Lương Sang Bá giúp bà Đài và những cảnh quan rất là hùng vĩ của Hồ Tây. Nói chung đây là một cái chương trình ca múa nhạc tập kỹ đầy màu sắc dựa trên các yếu tố văn hóa đặc trưng của Hàng Châu. Và nếu buổi tối các bạn chưa có kế hoạch gì thì có thể vào đây để thưởng thức chương trình văn nghệ tập kỹ này nhé. Sáng nay thời tiết rất là đẹp, mình dậy sớm tranh thủ quay lại cầu Sông Đầu để chụp một vài bức ảnh vào buổi sáng. Do chiều hôm qua đông quá mình không chụp được tấm nào ưng ý hết á mọi người. Khác với chiều hôm qua đông đúc thì buổi sáng chỗ này không có ai luôn. Không gian trong lành, mát mẻ và cực kỳ yên tĩnh, tha hồ sáng tác ảnh luôn. Các bạn có nhớ chỗ này không? Đúng rồi, đây chính là Tập Hiền Đình, nằm gần phố đi bộ Hồ Tân. Hôm qua mình đã đến một lần rồi đó, mà do hôm qua đông quá nên sáng nay mình quay lại chụp một vài bức ảnh vào buổi sáng. Hôm qua thì ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì sáng nay mọi người thấy là rất là yên tĩnh, trong lành bấy nhiêu luôn. Đây là một cái quán bán đồ ăn nằm gần cái chỗ vị trí Tập Hiền Đình. Quán này bán bánh bao, sữa đậu nành và một vài loại bánh khác. Mình thấy mọi người xếp hàng rất là đông, nên mình cũng hiếu kỳ và cũng vào xếp hàng thử xem thử là ăn như thế nào. Mình tiếp tục di chuyển đến khu phố đi bộ Hồ Tân. Đây là một cái khu trung tâm mua sắm hàng hiệu rất là sang trọng của Hàng Châu. Phố đi bộ Hồ Tân Hàng Châu hay là mọi người còn gọi là phố đi bộ bờ hồ. Bạn kiếm trên Baidu Map với cái từ khóa mình để trên màn hình nha. Tất cả các thương hiệu thời trang xa xỉ của thế giới đều có mặt ở khu này. Mình thấy nó rộng như là một quảng trường vậy á mọi người. Đầu kia là cửa hàng Apple siêu to luôn nè. Ban ngày thì trông nó có vẻ vắng vẻ, nhưng mà khoảng từ 4 giờ chiều đến tối khu này đông vui lắm luôn.
Địa điểm tiếp theo mình đi trong sáng hôm nay đó chính là nhà hát lớn Hàng Châu. Khu vực này là khu đô thị mới rất là hoành tráng luôn các bạn. Nhà hát lớn Hàng Châu nằm trong khu vực thành phố mới Tiền Giang, bên cạnh con sông huyết mạch của Hàng Châu, đó là sông Tiền Đường. Quả cầu vàng khổng lồ mà các bạn nhìn thấy đó chính là khách sạn cao cấp Intercontinental Hàng Châu đó các bạn, đối diện nhà hát luôn, rất là hoành tráng đúng không? Khu vực này là một cái đại tổ hợp của rất nhiều các cái công trình lớn như trung tâm thương mại, nhà hát, khách sạn, quảng trường vui chơi. Trời ơi, tôi nói nó rộng bát ngát luôn á mọi người ơi. May sao mà có cái hệ thống thang cuốn để di chuyển chứ không đi bộ là hết hơi luôn, bởi vì nó rất là rộng. Khu mình đang đứng đây là thành phố mới Tiền Giang và bên kia sông chính là thành phố Thế Kỷ Tiền Giang, nằm đối diện nhau qua con sông Tiền Đường. Hai khu vực này kỳ vọng được trở thành một cái trung tâm kinh tế tài chính đầu não mới của Hàng Châu, trong khi trung tâm cũ ở Tây Hồ sẽ chủ yếu phục vụ nhu cầu vui chơi và giải trí thôi. Bên kia sông Tiền Đường là thành phố Thế Kỷ Tiền Giang với tổng diện tích là 22,27 km². Chính quyền thành phố Hàng Châu định hướng thành phố Thế Kỷ này sẽ trở thành một cái trung tâm thương mại đô thị đa chức năng, công nghệ cao, nhấn mạnh vào công nghiệp dịch vụ với đa dạng lĩnh vực như là kinh doanh, tài chính, thương mại, thể thao, triển lãm, du lịch và giải trí. Nhìn Trung Quốc mà không khác gì ở Mỹ luôn á mọi người, bởi vì rất là nhiều các tòa nhà cao chọc trời. Sau khi đi dạo một hồi thì mình quay trở lại khu trung tâm thương mại Outlet nằm gần đó để kiếm đồ ăn hay đi dạo shopping ở đây. Đây là cái khu Outlet có rất là nhiều thương hiệu quốc tế cũng như là hàng nội địa. Mình đi dạo một vòng thì cũng kiếm được khá là nhiều món ưng ý. Đây là trung tâm thương mại Kerry Center Mall nằm đối diện bên kia đường với khách sạn của mình. Đây là một khu phức hợp thương mại thuộc top 5 cái trung tâm thương mại lớn nhất ở Hàng Châu luôn. Tính ra cái vị trí khách sạn mình là quá thuận tiện luôn, nằm ngay trung tâm luôn mọi người. Mình thích cái không gian ở phía bên ngoài hơn. Bên ngoài có nhiều cây xanh, quán cà phê, thiết kế kiểu sân vườn rất là đẹp, nhìn rất là sang trọng và bắt mắt. Từ khách sạn mình đi đúng một tuyến metro số 1 là ra đến sân bay Tiêu Sơn, Hàng Châu, mất khoảng 1 tiếng 15 phút, giá vé là 8 tệ, ở vị trí khách sạn quá ok luôn. Sau khi làm thủ tục xuất cảnh xong thì mình kiếm ghế massage nằm thư giãn, trời ơi đi bộ cả ngày bây giờ ngã cái lưng nó đã gì đâu luôn. Chuyến này là mình sẽ bay cái hãng Siemens Air, sẽ transit tại Hà Môn và ngủ một đêm ở Hà Môn, để ngày hôm sau là tiếp tục bay về Sài Gòn. Hãng bay sẽ cung cấp chỗ ngủ, ăn uống, xe bus đưa đón khách sạn miễn phí. Trong tập sau thì mình sẽ review chi tiết về hãng bay này để các bạn có thêm thông tin nha. Ok, vậy là kết thúc chuyến đi Trung Quốc qua cung đường Thượng Hải, Tô Châu, Âu Trấn và Hàng Châu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi suốt hành trình và hẹn gặp lại mọi người trong chuyến du lịch tiếp theo nhé. Mình đang lên kế hoạch cho chuyến đi Thành Đô, Trùng Khánh và Tây An. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong vlog sau nhé.